Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 76. Khuôn mặt của Thịnh Đại Lang trắng nón, mặc chiếc áo giáp bằng lụa màu xanh, nhã nhặn đứng trong tiệm. Quý Diệu Đình không muốn ngồi bên ngoài để Thịnh Đại Lang nhìn thấy, nên chen lấn trong xe để tới gần hơn và nhìn. Có thể nhìn thấy gì từ đây? không nhìn như vậy thì chẳng lẽ vào tiệm để trò chuyện với thịnh đại lang nàng hiền không có tâm trạng vui vẻ để bắt chuyện với hắn quý anh anh nhăn mặt nói không biết gió xe một lát rồi nói sau trong tiệm có vài cô gái trẻ đang chọn lựa lược gỗ thịnh đại lang mặt mỉm cười kiên nhẫn và thân thiện cầm lược giới thiệu sau một khoảng thời gian quý diệu đình ngáp một cái ta vẫn không hiểu ngươi muốn nhìn gì có lẽ vì không yêu Quý anh anh tỉnh táo nhìn thấy khía cạnh khác của thịnh đại lang. Nàng lẩm bẩm. Lão trưởng quý và tiểu nhị đang nghỉ ngơi bên cạnh. Đến là các cô gái trẻ. Sao lại không gọi lão trưởng quý ra chào hỏi? Ghen tuông, quý diệu đình buồn cười nhìn muội muội. Thịnh đại lang tướng mạo nhã nhặn, lại lễ phép và kiên nhẫn. Gặp ít khách như vậy, các cô gái không muốn mua cũng sẽ mua. Nói xong, hắn cảm thấy có phần không thoải mái. Chỉ vì bán thêm vài chiếc lược, Thịnh Đại Lang không thể tránh được điều tiếng. Dù hắn không làm gì sai, nhưng nghĩ lại vẫn thấy không thoải mái. Trong tiệm, Thịnh Đại Lang cẩn thận cắm chiếc lược vào búi tóc của một cô gái, tự tay cầm gương để nàng soi. Qua đường phố, cũng có thể nghe thấy tiếng cười trong trẻo của các cô gái. Không lâu sau, các cô gái vừa cầm hộp lược vừa cười rời đi. Thịnh Đại Lang cười tiễn họ ra cửa, khi quay lại gặp hai bà trung niên lần này lão trưởng quỹ ra chào thịnh đại lang vén rèm trở về hậu viện quý diệu đình thay đổi sắc mặt không phải là thịnh đại lang không chào các cô gái trẻ sao ý nghĩa gì đây quý anh anh nhẹ nhàng buông rèm cá ta xem đủ rồi nghĩ đến vị hôn phu của mình nịnh nọt các cô gái trẻ chỉ để bán một chiếc lược nàng cảm thấy giống như ngày nóng ăn một lon hồng muộn ngán ngầm quý anh anh từng nghĩ mình có thể chịu đựng được lấy người đàn ông nghiêm túc và sống tốt thấy cảnh này nàng thật sự sợ sau này nếu gả cho thịnh đại lang sẽ không chịu nổi mà cãi vã với hắn quý diệu đình nín thở trong lòng chọn cả nửa ngày chọn đúng thịnh đại lang môn đăng hộ đối tuổi thích hợp tướng mạo cũng không kém hết lần này tới lần khác người này không phải chỉ có điều kiện bên ngoài tốt hắn vén màn xe giận dữ phân phó quý phú rời đi xe mới khởi động lại gặp người quen tang thập tứ cưỡi ngựa như gà trống chiến bại, Dương Tĩnh Uyên cũng nghiêm mặt trên lưng ngựa. Bên cạnh hai người, một chiếc xe ngựa chạy nhanh, hướng tới xe la của quý gia. Đường phố hẹp, quý phú dừng xe để xe ngựa kia đi qua. tang thập tứ thấy quý diệu đình ngồi trên xe, lập tức tỉnh táo, nhấc roi ngựa chọc Dương Tĩnh Uyên. Là quý đại lang. Dương Tĩnh Uyên vui mừng, cao giọng chào. Quý đại lang, ta đang tìm ngươi. Hắn định đi qua, tang thập tứ lo lắng, kéo tay hắn, hạ giọng nói. Dương Tam Lang, người dám bỏ ta mà chạy, huynh đệ không làm vậy. Dương Tĩnh Uyên liếc mắt nhìn xe ngựa chậm chậm, giọng như muối. Người cũng không nói nghiêu ngũ nương cũng muốn ra cửa. Tang thập tứ cứng họng, lắc đầu như chống bỏi. Ta không quan tâm, hôm nay ngươi nói gì cũng phải theo giúp ta. Nghiêu thất nương không ăn hết ngươi đâu, trí lớn. Dương Tĩnh Uyên khinh bỉ nói, mặt đầy cười nhảy xuống ngựa. Nghe tiếng Dương Tĩnh Uyên, Quý anh anh nhớ lại tối qua hắn đưa tin, qua rèm dặn Quý Diệu Đình. "Ca, đừng nói ta ở đây." Tại sao? Quý Diệu Đình nhớ tới ân oán giữa hai triệu gia và Dương, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Muội muội không muốn nói chuyện với Dương Tam Lang thì thôi. Triệu Nhị Lang đã oán hận Quý gia, nếu kết thân với Dương gia, Quý gia sẽ gặp khó khăn. Nhưng ngày đấu gấm Dương Tĩnh Uyên cưỡi ngựa tìm muội muội, hắn nên tiến lên cảm ơn. Nghĩ vậy, hắn xuống xe ngựa. Dương Tĩnh Uyên chỉ muốn thoát khỏi việc bồi hai chị em như gia đi dạo phố. Sau khi chào hỏi, nghe Quý Diệu Đình cảm ơn, hắn vội hạ giọng nói: Nếu người cảm ơn ta, thì nói nhanh có chuyện gì tìm ta. A, à, Quý Diệu Đình nhất thời không phản ứng kịp. Lúc này xe ngựa dừng bên đường, Thị Tì giúp hai chị em như gia xuống xe. Nhiều thất nương nhận ra quý đại lang, nói nhỏ với tỷ tỷ. Nhiều ngũ nương mỉm cười, chậm rãi bước tới. Ngươi là ca ca của quý nhị nương, nàng đã khỏe chưa? Nhiều ngũ nương đội mũ che mặt, tấm mạng dài rủ xuống ngực. Che mặt nhưng không ảnh hưởng đến khí chất thanh tao của nàng. Khi cô gái cao quý nghiêu ra đột nhiên chào hỏi mình, quý diệu đình rất bất an. Có phải nàng hướng về phía muội muội? Hắn kinh hãi rồi, quên mất rằng người khác không biết muội muội ở trong xe, căng thẳng nói. Cảm ơn ngài quan tâm, muội muội ta đã khỏe. Thấy hắn đứng chắn trước xe, ánh mắt không khỏi muốn nhìn vào trong. Nghiêu Ngũ Nương mỉm cười, nhị nương đã ở đây, sao không gặp nhau? Xe bên trong vẫn im lặng, Quý Diệu Đình đã vô thức mở rộng tay. Muội muội ta không ở đây. Ôi, thật ngớ ngẩn, Tang thập tứ bên cạnh thấy rõ vỗ chán không biết nói gì cho phải. Dương Tịnh Uyên thấy vậy, biết chắc quý anh anh ở trong xe, cũng có chút sững sờ. Nhiều thất nương trực tiếp bước đến bên xe, vui vẻ gọi. Quý nhị nương, người có ở đó không? Sao lại không ra ngoài? Ngoài xe, quý anh anh không muốn gặp ai. Trong lòng nàng nhanh chóng nảy ra một ý, cố ý che miệng ho vài tiếng, bịt mũi nói lớn. Bị cảm lạnh, lang trung nói không nên gặp gió, nhị nương tại đây xin chào đúng vậy muội muội không biết sao lại bệnh vừa mới gặp lang trung không tiện gặp khách mẫu thân vẫn ở nhà canh gác tại hạ xin đi trước quý diệu đình cuối cùng cũng không mốc, mượn lời muội muội cúi chào nhảy lên xe quý phú thấy thời cơ vội vàng quất ngựa xe la chạy nhanh rời đi quý nhị nương khi nào ngươi khỏe ta sẽ gửi thiếp mời ngươi tới nhà làm khách nhiều thất nương không để ý vội vã gọi vào trong xe nhát gan không phóng khoáng nhiều ngũ nương mỉm cười khoác tay muội muội người nói chính là tiệm đồ gỗ này sao nhiều thất nương lại bị nàng rời sự chú ý hứng thú nói đúng vậy tiệm này bán thấu quang kính lược cũng đẹp thập tứ ca người giúp ta chọn bộ lược tàng thập tứ nắm chặt tay dương tĩnh uyên hạ giọng cầu xin tam lang ngươi đừng đi dương tĩnh uyên nhìn xe la đi xa trong đầu vang lên tiếng quý anh anh, tâm trí sôi sục không ngừng. Tối qua sao hắn không đánh thức nàng? Nàng chắc chắn ngủ dưới đất mới bị lạnh, không biết Lang Trung nói sao, có nghiêm trọng không? Hắn càng nghĩ càng tự trách, càng bận tâm, một khắc cũng không chịu nổi nữa, đáp lời Tang Thập Tứ. "Được, ta không đi." Người buông tay, đại nam nhân không dứt khoát thì nói gì nữa. Tang Thập Tứ vừa buông tay, dương tĩnh uyên như con thỏ nhảy ra nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, trong chớp mắt chạy ra khỏi mấy trường. Tức giận đến tang thập tứ run rẩy chỉ tay vào bóng lưng hắn. Huynh đệ tốt, tang thập tứ. Một tiếng kêu ngọt ngào từ phía sau, tang thập tứ giật mình, mặt đầy cười nịnh nọt, run chân bước tới. Tiểu cô nái nái, ta ở đây. Nhiều ngũ nương đứng ở cửa, tấm mạng che mặt nhẹ nhàng lay động, không biết là gió thổi hay nàng đang tức giận. Tác giả có lời muốn nói ngày mai sẽ viết nhiều hơn, viết xong là quan trọng, tốc độ là thứ yếu. chương 77 Ra đường phố, Quý Diệu Đình thở dài. Mùi tử, sao lại gặp được như ngũ nương ở đâu? Quý anh anh nghĩ thầm, ta nào biết đâu, may mà ta nhanh chóng giả vờ bệnh, nếu không như thất nương chắc chắn kéo ta vào tiệm đồ gỗ không tha. Cùng là tỉ muội như thất nương như mùa hè ướp lạnh cá quái, ngon miệng mỹ vị nhiều ngũ nương là một lon canh gà phù du che lại nhiệt độ ăn vào mới biết nóng miệng ánh mắt của nhiều ngũ nương khiến quý anh anh có cảm giác như bị nghiền thành bột mịn hôm nay nhiều ngũ nương chủ động chào hỏi quý anh anh trong lòng bồi hồi so với nhiều thất nương khả năng mời nàng đi dạo tiệm đồ gỗ chắc chắn là nhiều ngũ nương tại sao lại như vậy nàng không phải đã nói rõ ràng là không để ý đến đoạn tình duyên giữa triệu tu duyên và mình sao Quý anh anh nhận thấy ánh mắt khinh miệt của Nghiêu Ngũ Nương. Đối với Nghiêu Ngũ Nương, mình chỉ là một cây cỏ dại ven đường không đáng để ý. Nàng đột nhiên chủ động chào hỏi, ý muốn gì đấy? Quý anh anh không nghĩ ra được, cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, dù sao nàng cũng muốn giữ khoảng cách với chị em Nghiêu ra. Nàng vén màn lên nói với Quý Diệu Đình. Ca, chúng ta không ăn cơm trong thành, trên đường về mua vài cái bánh nướng bánh bao là được rồi. Quý Diệu Đình cũng không muốn ở lại ít châu thành lâu, thấy ven đường có bán bánh bao, liền bảo Quý Phú dừng xe, định đi mua vài cái bánh bao ăn trên đường. Xe la đi chậm, chưa đợi Quý Diệu Đình mua xong bánh bao, Dương Tĩnh Nguyên đã cưỡi ngựa chạy tới. Hắn thấy Quý Diệu Đình đứng trước lồng hấp, vội vàng ngăn lại. Sao lại ăn cái này được? Phía trước không xa có một phố bán cháo, nấu cháo cá chích rất thơm và đậm đà. Ăn một chén sẽ giúp anh anh khỏe hơn một nửa. Đại Lang đuổi xe đến, ta sẽ đi trước phân phó ông chủ hiện giết cá hầm cháo. Hắn không cho Quý Diệu Đình cơ hội nói chuyện, liền cưỡi ngựa chạy đi. Quý Diệu Đình há miệng thành hình chữ O. Giúp anh anh khỏe hơn một nửa, ta sẽ đi trước phân phó ông chủ hiện giết cá hầm cháo. Hắn gọi muội muội mình là gì? Khi nào thì Dương Tam Lang gọi muội muội bằng khuê danh như vậy? Có phải hắn quá nhiệt tình rồi không? Quý Diệu Đình khó khăn lắm mới khép miệng lại. Từ thanh dê biết Dương Tĩnh Nguyên, đến ngày đầu gâm hắn cưỡi ngựa vội vàng đi đón quý anh anh. Những hành động khác thường của Dương Tĩnh Nguyên với muội muội tràn vào đầu quý diệu đình. Một lúc lâu hắn mới lấy lại tinh thần, rồi nhấc màn xe lên nhìn chằm chằm quý anh anh, liên tục hỏi. Người có nghe thấy không? Dương Tam Lang gọi ngươi là gì? Hắn làm sao biết khuê danh của ngươi? Ngươi bệnh thì liên quan gì đến hắn? Chạy như trong chóng xe vậy, ngươi không phải là cùng hắn tốt hơn đấy chứ? Quý anh anh vừa xấu hổ. Tối qua Dương Tĩnh Nguyên lẻn vào cửa sổ đưa tin, sáng nay chăn mền lại kỳ lạ rơi trên đất. Phát hiện không thấy sự khác thường của Dương Tĩnh Nguyên, nàng thật sự cảm thấy khó hiểu. Trong nháy mắt, ánh mắt đầy hiểu lầm và oán hận của Triệu Tu Duyên hiện lên trước mắt nàng. Hắn chất vấn nàng, có phải vì hận hắn bội ước mà đem khăn gấm đó cho Dương Tam Lang không? Nàng nếu gần gũi với Dương Tĩnh Nguyên, chẳng phải là xác nhận suy đoán của Triệu Tu Duyên nhớ lại tình cảm từ nhỏ đến lớn giữa hai người, quý anh anh thật sự không muốn gặp lại triệu tu duyên để bị chỉ trích. Không thể nào, ca, nhanh rời đi thôi. Rời đi, Dương Tam Lang nhiệt tình cưỡi ngựa đi chuẩn bị cháo cá tươi cho ngươi. Dù gì cũng là một mảnh tâm ý, sao có thể không nói một lời mà bỏ đi. Quý Diệu Đình bối rối, sáng sớm bị triệu tu duyên làm ẩm ý, tâm trạng của quý anh anh đều dối bời. Dự định nhìn một lần thịnh đại lang, nếu được thì gả cho ai ngờ nhìn lâu lại chán thịnh đại lang nàng muốn gả cách xa tam đạo yền xa triệu gia xa triệu tu duyên hiện tại chưa có duyên thích hợp trong lòng nàng càng thêm phiền muộn quý anh anh nở nụ cười khô ca ca quý gia không thể trèo cao triệu gia sao có thể với tới dương gia ta không đoán được tâm tư của người giàu có chúng ta không ăn cháo của hắn trong lòng hắn cũng hiểu tương lai cũng sẽ không qua lại với chúng ta, giảm bớt phiền phức. Quý Diệu Đình biết muội muội nói đúng, nhưng thật sự quá thất lễ. Thấy sắc mặt khó xử của hắn, Quý Anh Anh quyết tâm thổ lộ sự thật. Chiếc khăn gấm tặng Triệu gia bị Dương Tam Lang nhặt được. Triệu Nhị Lang sáng nay đến nhà làm ầm ĩ, nghi ngờ ta không gả cho hắn được nên cố ý tặng cho Dương gia. Quý Diệu Đình sợ hãi, dậm chân nói: Ngươi nên thiêu nó đi triệu gia hai mươi mấy năm mới có một cẩm vương, họ không để người khác nghi ngờ dù chỉ một chút. Huống chi lại rơi vào tay dương gia, ngươi thật sự hồ đồ. Nhìn thấy chiếc khăn gấm đó, nàng liền nhớ lại những biến cố trước và sau đấu gấm, chỉ lo buồn bã khổ sở, căn bản không nghĩ tới hậu quả khi giữ lại nó. Quý anh ánh mắt dần đầy nước mắt. Ca, ta sai rồi, trong lòng ta thề, dù bị đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Sẽ không, làm hắn khó xử thấy muội muội vẫn nghĩ cho triệu tu duyên quý diệu đình lại mềm lòng thôi được người trước cùng quý phú thúc rời đi ta sẽ đi tìm dương tam lang hy vọng có thể đòi lại chiếc khăn gấm đó quý phú thúc đuổi xe đưa quý anh anh ra khỏi thành quý diệu đình đi dọc theo đường phố sau một khoảng thời gian ngắn thấy một quán cháo có cờ thiêu chữ trên vải xanh dương tĩnh uyên với con bạch mã rực rỡ đứng dưới cây hòe trước cửa quán yên ngựa nạm bạc dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. Dương Tĩnh Uyên quay lưng về phía cửa, tóc búi cao với dây cột tóc thiêu hoa đỏ thẫm cuối tơ vàng, mặc áo choàng gấm cùng màu. Những hoa văn thiêu trên áo lay động theo từng cử động của hắn, phú quý như dưới ánh mặt trời sáng rực. Ông chủ, còn phải đợi bao lâu nữa? Hắn lớn tiếng thúc giục ông chủ, gương mặt đầy đặn, mũi thẳng, khóe miệng nhếch lên mang theo nụ cười. Tuấn tú như bầu trời xanh sau cơn mưa mùa thu. Quý Diệu Đình nhẹ nhàng thở dài, hắn không thể phủ nhận Dương Tĩnh Uyên xuất chúng, nhưng hắn họ Dương là binh sĩ của Cẩm Vương Dương gia. Đại lang, cháo sắp xong rồi, vừa vặn uống lúc còn nóng. Dương Tĩnh Uyên quay đầu lại, thấy Quý Diệu Đình, hắn vô ý thức nhìn ra sau, ngạc nhiên khi thấy xe la chưa tới, lại sốt ruột. Có phải xe la gặp vấn đề không? Trước sự lo lắng của hắn, Quý Diệu Đình ôm quyền khom lưng cúi chào. Dương Tĩnh Nguyên sững sờ, nhưng người không nhận lễ. Đại Lang, cớ gì phải như vậy? Quý Diệu Đình đứng thẳng người, hít sâu. Muội muội ta đã đi trước rồi. Ồ. Dương Tĩnh Nguyên có hơi thất vọng, mặt giãn ra cười nói. Không thoải mái thì đi trước cũng tốt. Ngươi đem cháo về đi. Quý Diệu Đình thở dài. Dương Tam Lang, ngươi nói thật đi, ngươi làm vậy có phải vì thích muội muội ta không? Mặt Dương Tĩnh Nguyên nóng lên. Đúng, hắn thích quý anh anh có gì mà không thể nói. Hắn đứng thẳng, thành khẩn nói. Đúng, ta ngưỡng mộ lệnh muội trong lòng, ta đã hồi bẩm cha mẹ. Quý Diệu Đình mắt lời hắn. Dương Tam Lang, cảm ơn ngươi đã bảo vệ muội muội ta. Quý gia nhỏ bé, không thể trèo cao. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 78. Chỉ là vì sự thiên vị của các bè phái nên họ không chịu kết thân sao? Dương Tĩnh Uyên suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. Ta không phải con trai trưởng nên không cần thừa kế gia nghiệp. Cha mẹ ta không cần bắt ta lấy con dâu quý phái, họ sẵn lòng để ta theo đuổi tình cảm với lệnh muội. Là vì chiếc khăn gấm đó đúng không? Quý Diệu Đình, con trai duy nhất của quý gia tộc, từ khi 10 tuổi đã được quý tộc mang theo để xử lý công việc tại xưởng nhuộm. Hắn hiểu rõ các nguyên tắc đối nhân xử thế vượt xa độ tuổi của mình. Hắn bình tĩnh nhìn Dương Tĩnh Uyên và nói: có phải vì cha mẹ ngươi thấy được chiếc khăn gấm thêu của muội muội ta nên mới sẵn lòng thành toàn cho ngươi không dương tĩnh uyên lập tức cứng họng thực sự là vì chiếc khăn gấm đó mà mẹ cả hắn đồng ý nhưng bản thân hắn thì không tuy vậy hắn không thể phủ nhận lời của quý diệu đình khăn gấm đâu rồi quý diệu đình lại một lần nữa tỏ vẻ khó chịu thay cho muội muội dương tĩnh uyên không thể nói dối nó đang ở trong tay mẹ ta trong khi họ đang nói chuyện chủ quán vui vẻ mang một chiếc hộp gốm đen ra và nói tiểu lang quân cháo đã nấu xong có nhiều gừng thái nhỏ giữ cho cháo nóng và giúp thông khí đẫm mồ hôi quý diệu đình chắp tay cảm ơn tấm lòng của ngươi quý gia thực sự không thể trèo cao xin đừng tìm muội muội ta nữa chiếc hộp gốm đen chứa cháo cá chích trắng như tuyết thấm màu vàng nhạt của gừng thái nhỏ rắc hành thơm xanh nhạt bốc hơi nóng hồi dương tĩnh uyên ngồi xuống trong trạng thái thất thần chủ quán xoa xoa đôi bàn tay và cẩn thận hỏi lang quân không hài lòng sao dương tĩnh uyên bất ngờ ngẩng đầu lên ném một nắm tiền lên bàn lấy lá chuối đắp lên chiếc hộp và cầm đi quý diệu đình từ từ về nhà khi đến cửa thành thì thấy một con ngựa trắng từ bên mình chạy ra khỏi thành ngựa trắng áo đỏ thật sự gây sự chú ý hắn kinh ngạc giơ tay muốn gọi dương tĩnh uyên nhưng chỉ trong giây lát, người đã biến mất. Xe la sớm hơn một bước đã ra khỏi thành. Không xa cổng thành có một cây hoàng giác thụ chống liều trúc, biển hiệu trà quán hiện rõ. Quý Phú dừng xe chờ Quý Diệu Đình, Quý Anh Anh cũng theo xuống xe vào trà quán. Trà vừa được bưng lên bàn, Quý Anh Anh nghe tiếng vó ngựa vội chạy đến, nàng vô thức quay đầu lại. Ngựa trắng dừng lại trước quán trà, Dương Tĩnh Uyên ngồi trên lưng ngựa, tay cầm chiếc hộp hốm đen chứa cháo hắn yên lặng nhìn nàng màu vàng hơi đỏ trên y phục tóc búi gọn gàng đôi mắt to tròn vì kinh ngạc nàng thật khỏe mạnh nàng không hề bệnh tật mà chìm vào hôn mê trên xe la nàng nghe rõ ràng mọi chuyện nhưng nàng vẫn rời đi để anh trai nàng từ chối hắn nếu là triệu tu duyên nàng có thể rời đi không lời từ biệt như vậy không hắn nhớ lại tiếng khóc thầm của quý anh anh tối qua nàng chưa từng thích hắn chỉ là hắn tự mình đa tình mà thôi tâm hắn như bị con kiến cắn sự cay đắng từ từ lan tỏa khắp tứ chi khiến hắn phải cắn chặt răng chiếc hộp gốm đen không lớn nhưng khi thấy quý anh anh ngồi trước mặt nó đột nhiên trở nên nặng trĩu bị dương tĩnh uyên đuổi theo bắt gặp quý anh anh vô cùng lúng túng nàng nhỏ giọng giải thích ta chỉ không muốn gặp nhiều ngũ nương sau này sau này cũng không muốn dinh líu quá nhiều với ngươi chỉ là thấy rõ Dương Tĩnh Uyên có ý với mình, hắn nói gì cũng không thể phủ nhận. Nàng khó mà nói ra lời. Nàng nhìn xung quanh, trên đường quan đạo ít người qua lại, nhìn xa xa, có thể thấy cổng thành, Quý Diệu Đình chưa đến. Ngựa trắng nhẹ nhàng đạp vó, từng bước từng bước tiến gần Quý Anh Anh. Dương Tĩnh Uyên nhìn nàng, "Ta muốn cưới ngươi, không phải vì chiếc khăn gấm đó." Hắn đột nhiên nói đến chuyện cưới xin làm quý anh anh kinh ngạc lùi lại một bước. Người nói gì? Dương tĩnh uyên yên lặng nhìn nàng. Mẹ ta đã nhờ bà muốn đến cầu hôn, người có đồng ý không? Quý anh anh ngây ra như tưởng, nàng vô thức lắc đầu. Dương Tam Lang, ngươi đừng đùa. Trong mắt nàng chỉ có sự kinh ngạc, quả nhiên chỉ là hắn tự mình đa tình, gả cho ai mà không được. Nếu không gả được triệu nhị lang, nàng sẽ không nghĩ đến gả cho mình sao? Hắn có điểm nào kém triệu nhị lang? Dương Tam Lang, người có biết làm chức cẩm không? Hắn nhớ đến lời Triệu Tu Duyên, đúng vậy, hắn chỉ biết cưỡi ngựa, săn chim ưng, chơi bời hưởng thụ. Tự nhiên không thể so với những gì Triệu Tu Duyên có thể làm. Trong lòng ngươi, ta thật sự cái gì cũng sai sao? Cẩm Vương Dương Gia Lang quân, làm sao có thể cái gì cũng sai được. Ngươi rất giàu có, đúng không? Trong lòng nàng, hắn vẫn chỉ là một kẻ giàu có mà thôi. Dương Tĩnh Uyên cúi đầu, cầm hộp cháo như cầm một trò cười, hắn trong mắt nàng cũng chỉ là một trò cười. nhẹ buông tay, hộp cháo rơi xuống, vỡ tan tành. cháo cá trắng mịn văng tung tóe, khắp nơi đều là đống lộn xộn. hắn nhìn khuôn mặt kinh ngạc của quý anh anh, nhàn nhạt, nhạt nói: người yên tâm, ta sẽ không dựa vào tiền của gia đình để ép cưới người. Dương Tĩnh Uyên quay đầu ngựa, quất ngựa trắng, ngựa hí vang cất vo hướng về phía thành vội vã đi. Quý! Oui. Quý anh anh đuổi theo chạy vài bước, Dương Tĩnh Nguyên không quay đầu lại. Nàng tức giận kêu to. Chuyện này là sao chứ? Thật vô lý! Hắn đến không giải thích được, lời nói cũng không giải thích được, tức giận cũng không giải thích được. Quý anh anh dậm chân mạnh. Ta không nợ ngươi gì cả. Nhìn thấy mảnh vỡ của hộp và cháo cá trên đất, quý anh anh cảm thấy chói mắt vô cùng. Nàng lên xe la tức giận nói. Quý phu thúc, chúng ta đi thôi, không đợi ca ca. Thật đáng tiếc, quý phú thở dài trong lòng, lái xe đi. Khi quý diệu đình trở lại, thu thập hàng hóa và sổ sách, vừa vào sân nhỏ, muội muội liền xông tới, đánh hắn. Người đã nói gì với Dương Tam Lang? Hắn vô lý chạy tới ném hộp cháo. Quý Diệu Đình nắm lấy cổ tay muội muội và vội la lên. Ngươi nhỏ giọng một chút, muốn cho mẫu thân nghe thấy sao? Quý anh anh thở phì phì, buông tay, ngồi dưới cây hoàng giác thụ chống cằm giận dỗi. Ca ca chỉ là từ chối hắn, đây không phải là điều chúng ta đã nói từ trước sao? Quý diệu đình ngồi bên cạnh nàng, tò mò hỏi. Hắn tức giận với ngươi sao? Quý anh anh tức giận đếm trên đầu ngón tay. Hắn tới chỉ nói ba câu, sau đó liền ném hộp cháo. Ta thậm chí không có cơ hội nói lời cảm ơn, hắn liền bỏ đi như thể ta vay tiền của nhà hắn mà còn là khang phu vậy. Nhà giàu thật khó hầu hạ. Quý Diệu Đình thở dài. Ở nhà được cưng chiều, chưa từng trải qua khó khăn. Có lẽ không nghĩ rằng chúng ta sẽ từ chối hắn, làm tổn thương lòng tự trọng. Hừ. Quý anh anh khịt mũi khinh thường. Nói hắn là kẻ chơi bời, thật đúng vậy. Lúc đó ta chưa kịp phản ứng, nếu hắn ném hộp cháo trước mặt ta lần nữa, ta không mắng hắn mới là lạ nếu như dương tĩnh uyên không phải là lang quân của dương gia thì tốt biết bao quý diệu đình nhớ lại dáng vẻ đầy phong thái của dương tĩnh uyên thầm nghĩ thật đáng tiếc sau này không gặp lại cũng được đúng rồi mới cùng mẫu thân đối sổ sách mẫu thân nói cuối năm nhà gì đến sẽ cho ngươi đi trường an trường an quý anh anh lại một lần nữa giật mình rời nhà đi xa làm nàng lo sợ nắm chặt tay áo ca ca Ta trở về mà mẫu thân sao không nói với ta? Quý Diệu Đình cười. Ngươi trở về khi mẫu thân đang ngủ trưa. Chiều nay sau khi thu hàng và kiểm tra sổ sách, ăn tối xong, mẫu thân sẽ nói chuyện với ngươi. chương 79 Vì Nhiêu Ngũ Nương sắp xuất giá, Nhiêu Thất Vi Nương liền nịnh nọt, trước hết vui vẻ mời dùng cơm trưa tại doanh môn. Trong gian phòng trang nhã, màn trúc buông thõng che chắn ánh mắt người ngoài không cản trở như mũ nương đội mũ che mặt dùng cơm. Trong phòng có hai bàn ăn, nhiều thất bồi tỉ tỉ, không bỏ được tang thập tứ ngồi một mình bên ngoài. Có thị tỳ không cần, hắn cứ lăn qua lăn lại. Tiểu nhị bưng món ăn vào cửa, như thất nương nói, tỉ tỉ ta không thích khách nam khách khí. Tang thập tứ liền thành người chạy đường miễn phí, nhận khay từ cửa rồi giao cho thị tỷ nghiêu ra. Nhìn thấy Dương Tĩnh Nguyên đầy cửa bước vào, khuôn mặt u buồn của tang thập tứ ngay lập tức sáng bừng, vui mừng ôm chầm lấy, suýt chút nữa rơi lệ tại chỗ. Qua lớp màn trúc mờ mờ, như ngũ nương ngước mắt nhìn Dương Tĩnh Uyên, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bì. Trùng hợp nhiều thất nương nhìn thấy, với tính tình thẳng thắn, nàng nhanh chóng hỏi. Tỷ tỷ cười gì vậy? Phòng không lớn, giọng của Nghiêu Ngũ Nương không cao không thấp, rõ ràng lọt vào tay Dương Tĩnh Uyên ta cười vì tam lang của dương gia ở ích châu thành không làm gia nhân thích thất bại trở về tang thập tứ hít một hơi lạnh tam lang ngươi bỏ ta ra để đi tìm tiểu nương tử sao dương tĩnh uyên tức giận đẩy hắn ra cái gì mà bỏ ngươi đi tìm tiểu nương tử ta không thích nam phong cho ngươi mượn lá gan ngươi cũng không dám nghiêu thất nương cười dài uy hiếp tò mò hỏi tỷ ngươi làm sao biết được nghiêu ngũ nương cho nàng một cái gân hưu khẽ cười nói ấn đường hoa đào hồng, trong có sát khí đen, tự nhiên là số đào hoa không thuận rồi. Nhớ tới tang thập tứ đáng thương, ban đầu hắn đã hứa hôm nay sẽ bồi nhiêu thất nương đi dạo phố ăn cơm. Hắn không muốn thất tín với tang thập tứ, nếu không hắn đã không quay lại. Dương tỉnh uyên trong lòng vốn đã đầy lửa, nghe nhiều ngũ nương nói mỉa, ngay lập tức nổi giận. Hắn phủi đất đứng lên, hướng về phía màn trúc nói. Nghiêu ngũ nương, nể mặt tang thập tứ ta đã nhẫn nhịn lắm rồi. Ngươi còn nói mỉa mai, đừng trách ta không khách khí. Nhiều ngũ nương sau màn trúc ưỡn thẳng lưng, khiêu khích nói. Ta thích nói như vậy, ngươi làm gì được ta? Nhiều thất nương thấy thế, vội nuốt gân hưu, vén rèm đứng dậy, mặt đầy mong đời. Ngươi học võ với đạo sĩ núi Thanh Thành nhiều năm, ta luôn muốn cùng ngươi tỉ thí một trận, có muốn đánh không? Nàng dơ lên mấy trăm cân đá thái hồ, trong nháy mắt đập chúng đầu tang thập tứ, hắn ôm lấy dương tĩnh nguyên gấp giọng khuyên tam lang đừng chấp nhận với nữ nhân buông tay dương tĩnh nguyên tâm tình không tốt không muốn chờ thêm nữa thập tứ lang sau này có nghiêu ngũ nương ở đây đừng trách ta không ở cùng ngươi hắn tránh tang thập tứ muốn đi gấp như ngũ nương giọng bén nhọn ngươi có gì đặc biệt hơn người tiền bạc cũng không có một chút mà ngươi làm gì ỷ vào di nương ngươi dùng sắc để được sủng ái chỉ là con vợ kế thôi máu chảy đầm đìa vạch trần sự phô quý trên người Dương Tĩnh Nguyên. Hắn từ từ xoay người, nụ cười rộn ràng xưa nay đã tàn biến, tức giận đến nổi gân xanh trên trán. Từ khi bị Dương gia từ chối, nữ nhân này luôn thích chiêu chọc hắn. Hắn nhìn qua màn trúc, có thể thấy rõ nàng nhếch môi cười cùng ánh mắt hưng phấn. Tang thập tứ chưa từng thấy Dương Tĩnh Nguyên như vậy, như một pho tượng đá lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra hơi thở thô bạo, cảnh báo người sống chớ lại gần. Hắn khổ sở trong lòng, cảm thấy sự nhục nhã của như ngũ nương cũng là nhục nhã của mình. Câm miệng. Tang thập tứ đầy nhiệt huyết, bước lên một bước chắn trước Dương Tĩnh Nguyên, nói với tỷ muội như thị. Nói lời thiện ý, ấm áp như vải vóc, nói lời đà thương, sâu như mũi tên. Như gia dạy bảo tiểu nương tử nhà mình như vậy sao? Như gia nương tử, ta tang thập tứ khinh thường cưới. Tang thập tứ, Ngươi nói gì? Ngươi khuỷu tay quay ra ngoài phải không? Ngươi dám nói muốn hủy thân sao? Nhiều thất nương ngạc nhiên trước gan lớn của tang thập tứ, dám nói thay cho Dương Tĩnh Uyên. Nghe câu cuối, nàng tức giận mặt biến sắc, không chút do dự đưa tay phải bắt hắn. Nhiều thất nương trời sinh thần lực, nếu bị nàng kéo, cánh tay của tang thập tứ ít nhất cũng sẽ chật khớp. Sinh ra trong gia đình võ tướng, nhiều thất nương căn bản không để ý đến đau đớn như vậy. Ngoài việc tức giận vô cùng, nàng cũng không nghĩ đến việc giữ lại chút sức lực. Thực ra tang thập tứ nói xong cũng hối hận, thấy nghiêu thất nương nổi giận đến bắt mình, hắn hối hận đến mức chân run rẩy nghĩ muốn quỷ xuống cầu xin tha thứ. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ thầm đã khó khăn kiên cường một hồi, cùng lắm thì liều mạng để nghiêu thất nương đánh, vừa vặn lấy cớ từ hôn. Lửa giận của Dương Tĩnh Uyên bị hành động của tang thập tứ làm tiêu tan hơn phân nửa hắn kéo cổ áo tang thập tứ lôi về phía sau, cánh tay mềm mại như rắn nhẹ nhàng đặt lên tay Nghiêu Thất Nương. Cánh tay run lên chấn động, hóa giải sức lực của Nhiêu Thất Nương. Ngón tay hắn bắn ra trên hai tay nàng, đẩy nàng trực tiếp vào lòng tang thập tứ. Hắn nhìn chằm chằm rèm sau Nghiêu Ngũ Nương, nhàn nhã nói. Ta là con vợ kế, là phế vật thì sao? Ngươi muốn gả, ta không, nghĩ, cưới. Một cái ly trà từ sau màn trúc ném ra, va Và vào rèm rồi rơi xuống đất. Nhiều ngũ nương hét lên. Ai thèm gả cho ngươi? Dương tĩnh huyên cười. Nói thật cho ngươi biết, lần trước ngươi bổ nhào vào lòng ta, phấn trên mặt rơi như tuyết, bao ngưng rào tử đều đủ rồi. Hai cánh tay ta nổi ra gà, ba ngày không tiêu được. Không là gì, ta sợ hãi. Nhiều ngũ nương tức giận bóp chân mình để không nhảy dựng lên. Nàng cao giọng nói. Tháng sau ta gả cho nhị lang của triệu gia người muốn cưới cũng không có phúc khí đó dương tam lang sao ngươi có thể nói tỉ tỉ ta như vậy lần trước rõ ràng là nàng xuống đài bị đau chân mắt cá chân sưng lên rất cao phải dưỡng hơn nửa tháng nhiều thất nương nửa người nhức mỏi tựa vào lòng tang thập tứ muốn dãy ruộng nhưng không còn sức gấp đến mức la lên dương tĩnh uyên lười nói thêm xoay người nói với tang thập tứ mang thất nương đổi chỗ ăn cơm đi tam lang nàng ta tang thập tứ lần đầu ôm nghiêu thất nương, như bị điểm huyệt, không dám đồng. Dương tĩnh nguyên liếc hắn một cái. Tiền đồ. Nói xong, hắn đẩy cửa ra ngoài. Tang thập tứ ôm mỹ nhân, căng thẳng đến chán đẫm mồ hôi. Khắp phòng thị tỳ đều cúi đầu, run rẩy không dám nói lời nào. Nhiều ngũ nương đột nhiên cúi đầu cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. "Tỳ tỳ, đừng cười nữa. Nhiều thất nương muốn đẩy tang thập tứ ra, nhưng cánh tay không còn sức, nàng xoay mặt chừng tang thập tứ. Người buông tay. Tang thập tứ chừng mắt nhìn, không thể tin được như thất nương không đá mình văng ra. Khi hắn ngẩng đầu lên, thấy Dương Tĩnh Uyên đang nhìn mình lắc đầu chật chật. Bộ dáng tiếc rèn sắt không thành thép đó giống hệt cha hắn, tang trường sử. Không biết từ đâu, hắn bỗng có dụng khí, nắm tay như thất nương kéo ra ngoài, vừa đi vừa huấn. Tỷ tỷ ngươi mặt xấu đầu óc cũng có tật xấu. Ngươi tạm thời bị nàng mắng chửi đi, nếu không ta bỏ ngươi. Hắn còn dám uy hiếp nàng, nhưng hắn trông thật đẹp mắt, nhiều thất nương đầu óc trống giống, ngơ ngác nhìn tang thập tứ, lảo đảo bị hắn kéo ra ngoài. Thị tỳ của nàng thấy vậy, vội vàng hướng nghiêu ngũ nương hành lễ, miệng gọi thất nương tử, rồi chạy theo. Nghiêu ngũ nương vẫn còn cười, nhã gian vắng vẻ hẳn đi, nàng đột nhiên quát lên tất cả ra ngoài. Hai thị tỳ hầu hạ nàng không dám ngẩng đầu, hoảng loạn lui ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng, bên trong vang lên tiếng đổ vỡ. Nàng vừa ý hắn, khi bị hắn tiếp đỡ lúc ngã, nàng liền thích hắn. Nàng đánh đàn rất hay, họa cũng rất giỏi, xuống bếp có thể làm một bàn thức ăn ngon, nàng nghĩ đủ cách mời hắn đến nhà, tận tình thể hiện cho hắn xem. Nhưng hắn chẳng thèm để ý. Dương gia nhã nhận từ chối hôn sự hắn có bản lĩnh thì làm đạo sĩ cả đời không cưới thê đi luyện cái gì đồng tử công dụ dỗ quỷ đi thôi không phải hắn chê trên mặt nàng có bớt sao son phấn đắp lên là che được rồi nữ tử nào không dùng son phấn nàng dùng nhiều nhất chút mà thôi dương gia là cẩm vương thì sao chỉ là một kẻ thương hộ làm nàng trở thành trò cười của ích châu thành ngay cả con vợ kế của thương hộ cũng không thèm nhìn nàng ai còn muốn cưới nàng hắn không chịu cưới nàng, thậm chí sợ hãi như rắn rết mà trốn tránh nàng. Dương Tĩnh Uyên, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ngươi chỉ là một kẻ tục vật trong mặt mà bắt hình rong. Nhiều ngũ nương phẫn nộ đập vào chén dĩa, nghe tiếng vỡ thanh thúy, nàng nghiến răng nói. Ta sẽ giúp triệu gia dẫm đạp dương ra dưới chân, ta muốn thấy ngươi không một đồng, quỳ gối dưới chân ta cầu xin. chương 80 Vào ngày mùng 1 và 15, đại lão gia dương gia thường mời đại phu nhân dương thạch thị dùng cơm tối ở chính viện để thể hiện sự tôn trọng đến ngày 15, gia đình lớn của dương gia tụ họp đầy đủ dương tĩnh uyên dừng bước ở cửa không thể kiềm lòng mà nhìn lướt qua liễu di nương cha mẹ chia ra thành hai bàn không dùng bình phong ngăn cách một bàn ngồi cùng với cha và hai anh trai cùng ba đứa cháu trai bàn khác là của dương thạch thị cùng hai con dâu và các cháu gái nhỏ Liễu Di Nương mặc chiếc áo dài màu đỏ, váy trắng và đai lưng đỏ thẫm, eo thon mềm mại. Sự mềm mại của nàng mang theo vẻ đẹp thành thục, nàng búi tóc trụy mã kế, đôi mắt lấp lánh, một vẻ đẹp dịu dàng đến tận cùng. Cả đại ca và nhị ca đều có thiếp, chỉ chào hỏi tẩu tử, không đến dự tiệc tối của mẹ cả. Trong phòng đầy người, chỉ có Liễu Di Nương đứng hầu hạ. Theo thông lệ, vào ngày mùng 1 và 15, cả nhà tụ tập ở chính phòng dùng cơm, liễu di nương luôn đứng sau lưng Dương Thạch Thị hầu hạ. Với sự hầu hạ của nàng, hai tẩu tẩu đều ngồi xuống. Nàng sắp 30 tuổi, trẻ hơn đại tẩu 2 tuổi, trông cùng tuổi với nhị tẩu. Dương Tĩnh viên nhớ đến lời của Nghiêu Ngũ Nương, cảm thấy như bị kim châm vào lòng, lần đầu tiên thấy sự hiện diện của Liễu Di Nương thật chói mắt. Chàng ngồi, nàng đứng hầu hạ, nàng là mẹ ruột của mình chàng thật muốn quay đầu rời đi. Mọi người đã đến đông đủ, chỉ chờ Dương Tĩnh Nguyên đến. Dương Thạch Thị nhìn thấy chàng, thói quen nở nụ cười tươi gọi. Tam lang mau đến, mọi người đang chờ ngươi. Đại ca, nhị ca, hai tẩu tẩu, các cháu trai và cháu gái đều có mặt. Dương Tĩnh Nguyên đột nhiên nghĩ, nếu cha mẹ không có nàng và mình, cũng không ảnh hưởng đến sự náo nhiệt trong nhà. Chàng tiến lên chào hỏi, rồi ngồi cạnh nhị ca. Dương gia là thương nhân, không quá câu nệ cổ huấn, một bữa cơm chỉ nghe thấy tiếng chén tiện nhơ khẽ vang. Chỉ có bàn của Dương Thạch Thị, thường nói về chuyện con cháu, nàng thương các cháu, thỉnh thoảng bảo vú già gắp thêm thức ăn cho chúng. Thỉnh thoảng nghe được giọng dịu dàng của Liễu Di Nương. Phu nhân, để thiếp làm cho. Phu nhân, thu bát, để thiếp thêm chén canh vịt cho ngài nhé. Phu nhân, ngài không nên ăn quá nhiều giò. Nàng hạ giọng, như tiếng thì thầm mượt mà, khiến người nghe thấy ngứa lòng. Nhưng với Dương Tĩnh Uyên, nghe như đứng trên lửa, ngồi trên than. Cuối cùng, chàng nhịn đến khi Dương Đại Lão ra đặt đũa, xúc miệng. Dương Tĩnh Uyên lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh. Dương Đại Lão ra giật mình, đứng dậy chắp tay đi vào đại sảnh ngồi. Bàn tiệc này tản ra, bàn kia cũng lần lượt rời chỗ. Sau khi mọi người rời chỗ, theo thường lệ sẽ ngồi lại trò chuyện với cha mẹ. Các con dâu dẫn theo con cái ngồi bên dưới, liễu di nương lại đứng sau lưng thạch thị, dâng trà. Dương đại lão gia nhìn Dương Tĩnh Nguyên hỏi. Ngày đến quý gia cầu hôn đã định chưa? Dương thạch thị cười đáp. Cuộc thi gấm vừa xong, các nhà đan trong thành đều đến hỏi thăm đan pháp mới. Lão gia không thúc giục, thiếp cũng dự định trong vài ngày này sẽ mời người mai mối đi một chuyến. Cha ơi! con nháy mắt là không phải thúc giục đi cầu hôn. Phụ thân hiểu lầm làm Dương Tĩnh Uyên cảm thấy không dễ chịu. Nếu hôm đó không gặp huynh muội nhà quý thi, có lẽ chàng đã vui vẻ mà đồng ý rồi. Tam lang chắc là vui quá hóa mốc rồi, đã trở thành tượng gỗ rồi. Hai vị huynh trường trêu chọc làm Dương Tĩnh Uyên giật mình. Chàng đứng dậy, cúi đầu nói. Mẫu thân, đừng đi quý gia xin cưới. Ngươi nói gì? Dương Thạch Thị tưởng mình nghe lầm vốn là chuyện tốt đôi bên sao tam lang lại đột nhiên đổi ý ngăn cản chàng hiện tại chỉ là con vợ kế ở dương gia không có công việc phụ thân hứa hẹn sẽ chia sản nghiệp cho chàng trong tương lai nhưng hiện tại vẫn chưa có gì thuộc về danh nghĩa chàng phụ thân còn sống một ngày chàng không thể sống riêng đây là quy củ của chức cầm nếu mỗi con vợ kế trưởng thành đều được chia sản nghiệp ra riêng dương gia sẽ như bị kiến cắn dần trở nên yếu đi. Dương Tĩnh Uyên rõ ràng biết, dù phụ thân đã ngoài 60 nhưng vẫn khỏe mạnh. Còn rất lâu nữa chàng mới có thể dựa vào nhà, chỉ có thể sống nhờ lương tháng. Trước khi thành thân, chàng còn tự do chi tiêu, thành thân rồi, chàng sẽ không còn độc thân, nếu quý anh anh thích chàng thì không sao, nhưng trong lòng nàng không có chàng. Cần gì phải cưới nàng về, để nàng chịu sự chế giễu cùng chàng? Dương Tĩnh Uyên quyết định, mở bào quỳ gối trước mặt cha mẹ. Con đã 18 tuổi, chưa có thành tựu gì, muốn ra ngoài trải nghiệm, cầu xin cha mẹ cho phép. Chàng muốn rời nhà trải nghiệm, cả sảnh đường kinh ngạc. Liễu Di nương trong tình thế cấp bách nhìn về phía Dương Đại lão gia. Dương Đại lão gia khẽ lắc đầu, ý bảo nàng yên tâm đừng vội. Ông hiểu rằng mình trước đó hiểu lầm, Tam Lang ngày càng hiểu chuyện, lão quản gia báo tin rằng chàng thông minh có thể suy một ra ba, buồn bán cũng nhanh nhạy. Hảo Nam không ăn cơm cha mẹ, Dương Đại Lão ra không thấy chẳng có yêu cầu gì sai. Ông hỏi. Tam lang, người ta nói thành ra lập nghiệp, thành thân và lập nghiệp không mâu thuẫn. Huống chi, ra ngoài trải nghiệm phải có mục đích, người định cầm tiền bạc đi du sơn ngoạn thủy sao. Con không muốn thành thân lúc này. Dương Tĩnh Nguyên cũng không biết sau khi rời khỏi đây chàng sẽ làm gì. Chàng chỉ biết rằng nếu ở nhà, nhiều nhất chỉ làm chân chạy cho đại ca và nhị ca. Có lẽ vì triệu tu duyên châm chọc, có lẽ vì không muốn bị quý anh anh xem thường, có lẽ vì nhiều ngũ nương đâm vào lòng chàng, có lẽ chàng muốn có một mảnh trời riêng cho mình. Tam lang không cưới quý nhị nương, chẳng phải là lợi cho nhà người ta. Dương Thạch Thị kiên nhẫn khuyên nhủ. Tam lang, ngươi không phải ngưỡng mộ quý nhị nương sao? Nàng còn trẻ, nếu chúng ta không đi cầu hôn, Người sẽ không hối hận sau này sao? Chữ Hối hận Khiến tâm tình u ám trầm thấp, một chữ nói lên tâm trạng của Dương Tĩnh Nguyên bây giờ. Chỉ cần chàng đồng ý, mẹ cả chắc chắn sẽ cưới quý anh anh vào Dương gia. Nhưng nếu chàng kiên quyết không cưới, có lẽ quý anh anh sẽ gả cho Chu Nhị Lang hoặc là người khác. Sự do dự trong mắt Dương Tĩnh Nguyên đều rơi vào tầm mắt của Dương Thạch Thị. Nàng nhẹ nhàng nói: Tam Lang, ngươi từ nhỏ đã nuông chiều, sao chịu được khổ bên ngoài? Ngươi chưa bao giờ rời khỏi Ích Châu phủ, con đi ngàn dặm, mẹ lo lắng. Ngươi nhìn Di Nương của mình, Liễu Di Nương, đừng khóc nữa. Liễu Di Nương nước mắt chảy dài, quay đầu lau, nàng chỉ có một đứa con trai, nếu có mệnh hệ gì khi ra ngoài, sao nàng không lo lắng? Nếu không đi quý gia cầu hôn, chờ đến cuối năm, có lẽ sẽ là tin quý anh anh gả cho người khác. Dương Tĩnh Nguyên cúi đầu. Dương Thạch Thị thở dài. Tam Lang, ngươi đột nhiên không muốn cưới vợ, lại đột nhiên đề xuất muốn ra ngoài. Chẳng phải vì quý nhị nương không chịu gả ngươi. Nàng nhìn thấy tay Dương Tĩnh Nguyên nắm chặt bên người, không nhịn được cười. Quý gia chỉ mở một sườn nhuộm nhỏ, dựa vào vài màu nhuộm bí truyền mà miễn cưỡng tồn tại. Có thể gả vào Dương gia là phúc phận của nàng. Lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, làm sao có thể tự quyết định. Mẹ chắc chắn sẽ làm như ý ngươi muốn, không liên quan gì đến nàng." Dương Tĩnh Uyên ngẩng đầu, cuối cùng quyết tâm, "Con không muốn thành thân sớm như vậy, mấy ngày nay con đã thu xếp xong hành lý, dự định ngày mai sẽ đi." Chàng nghiêm túc dập đầu trước cha mẹ, "Xin tha thứ cho con không thể ở lại." Chàng đứng dậy, hướng về các ca tẩu vái chào, "Tam Lang không ở nhà, cha mẹ nhờ cậy ca ca tẩu tẩu chăm sóc, xin nhận lễ của Tam Lang." Tam Lang dương tĩnh sơn đứng lên đỡ chàng nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt chàng không nhịn được thở dài dương tĩnh uyên không nhìn liễu di nương chàng không dám nhìn thấy nàng rơi lệ chàng bước ra khỏi chính đường trời mưa liên tục chờ ở ngoài hành lang dầu vừng rút ô giấy từ dưới sườn ra lặng lẽ nhìn vào trong lang quân lão gia và phu nhân đồng ý không dương tĩnh uyên gật đầu bị cơn gió lạnh thổi qua trong lòng chàng cảm thấy lạnh giá như dòng sông dịch đi được nửa đường chàng dừng lại người đi về trước đi lang quân ngài muốn đi đâu dầu vừng không hiểu hỏi dương tĩnh uyên không quay đầu lại bước vào màn mưa dầu vừng ngẩn người dơ ô chạy theo lang quân ta sẽ đi cùng ngài phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn